lũ đánh bơ ao, cá tầm trôi dạt khắp nơi, người dân đua nhau bắt, bán với giá bèo. Thực tế đáng lòng này đang xảy ra tại bản Chù Va, xã Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu, khiến các hộ nuôi cá bị thất thoát hàng tỷ đồng. Ở Lai Châu, cá tầm trôi dạt người dân bắt được bày bán ở rìa đường với giá rẻ mạt đến chua xót. Sau trận mưa lũ lớn từ đêm 24 tháng 6, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn kéo về cuốn trôi nhà cửa, cây cối, hoa màu của người dân. Nhiều hecta ao nuôi cá cũng bị nước tràn, cuốn theo cá tầm. Loại cá đắt đỏ được người dân nuôi thả để cải thiện kinh tế. Sáng ngày 25 tháng 6, mưa bắt đầu giảm dần. Từ sáng ngày 25 tháng 6, người dân sinh sống ở phía hạ nguồn sửng sốt khi bắt được những con cá tầm khủng. Nhiều người dân phát hiện rất nhiều cá tầm trôi dạt, mắc kẹt tại nhiều vị trí khác nhau và rủ nhau cùng bắt cá. Lượng cá trôi dạt nhiều đến mức có người bắt được cả tạ cá tầm. Cá tầm được mang ra bán tại khu vực ngã ba Bình Lư thuộc huyện Tam Đường với giá rẻ như bán rau. Dao động từ 40.000 đến 60.000 một kg. Thậm chí, có những con cá tầm trên chục kg có giá chưa đến 1 triệu đồng. Trong khi trước đây, cá tầm bán giá khoảng 300.000 kg tùy trọng lượng. Một nguồn tin cho biết, khoảng 30 ao cá cao cấp, cá tầm, cá hồi của bà con đã bị cơn lũ cuốn trôi cùng nhiều tài sản khác của bà con trong đêm ngày 24 tháng 6. Lũ chia cắt miền núi phía Bắc, nhiều người chết, giao thông tê liệt. Mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Giao thông ở khu vực bị chia cắt, tê liệt. Lũ lớn ở Lai Châu. Đến chiều ngày 24 tháng 6, lũ lớn ở Lai Châu khiến 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 5 người bị thương. Một cây cầu bị cuốn trôi. Mưa lớn trên diện rộng từ ngày 23 tháng 6 gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đến chiều tối ngày 24 tháng 6, tổng cộng đã có 5 người thiệt mạng ở Lai Châu, Hà Giang. Đến 17 giờ, ngày 24 tháng 6, mưa lũ khiến 3 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương ở tỉnh Lai Châu. Trong ảnh là điểm sạt lở tại quốc lộ 4H, tại địa phận bản Trang Trào Cá, xã Hua Bun, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cũng tại địa phương này, lũ quét, sạt lở đất đã khiến nhiều tuyến đường giao thông tê liệt. Một cây cầu ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên bị sập và hơn 40 hecta lúa, hoa màu của người dân chìm trong biển nước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh vùng Tây Bắc, mưa phổ biến từ 40 đến 60 mm, một số nơi có mưa rất to. Như Sìn Hồ, Lai Châu, 132 mm, Hà Giang 111 mm, Ngân Sơn, Bắc Cạn, 208 mm, Bắc Quang, Hà Giang, 325 mm. Chiều ngày 24 tháng 6, Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ đạo Trung ương, Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, có công điện tới Ban Chỉ huy, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh miền núi phía Bắc, yêu cầu theo dõi diễn biến mưa lũ và triển khai các phương án phòng chống lũ kịp thời. Lũ từ thượng nguồn đổ xuống, gây thiệt hại nặng nề cho các công trình. Mưa lớn, thủy điện xả nước, khiến thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang chìm trong biển nước. Mực nước sông Lô dâng cao. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Giang bị ngập, gây ách tắc giao thông. Một số nhà dân ở khu vực cầu Độc Lập, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang bị ngập sâu. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mưa lũ làm 19 nhà dân ở huyện Văn Bàn bị ảnh hưởng. Khoảng 70 hecta lúa, hoa màu bị ngập úng. Quốc lộ 279 từ huyện Văn Bàn, Lào Cai sang huyện Than Uyên, Lai Châu bị tê liệt do sạt lở. Tuyến quốc lộ 4D từ Lai Châu đi Sapa, Lào Cai bị sạt lở nhiều điểm, dự kiến ngày 25 tháng 6 mới thông xe. Thí sinh khóc than, đề thi toán quá dài. Các thí sinh làm bài thi toán trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 dưới hình thức trắc nghiệm. Với 50 câu hỏi trong 90 phút, thầy Đỗ Xuân, một giáo viên luyện thi môn toán tại Đà Nẵng cho biết đề thi có các dạng quen thuộc. Hầu hết có trong đề ôn của thí sinh, không đánh đố nhưng khá dài. 11 câu đầu siêu dễ, cho không điểm, phù hợp học sinh yếu kém. Từ câu 1 đến 25, mức độ vừa phải, để học sinh trung bình, có thể hoàn thành. Nếu cẩn thận, thí sinh học lực trung bình, có thể lấy 5 điểm. Đề không khó, không mới, có lẽ nhiều thầy cô đã gặp và giới thiệu với học sinh của mình rồi. Tuy nhiên, đề này khá dài, nên nếu không nắm được phương pháp làm, thí sinh rất dễ thiếu thời gian, thầy Xuân nói. Cũng theo thầy Xuân, học sinh khá, giỏi, có thể đủ thời gian,
làm tới câu 40, đến câu 40, 50, có lẽ để phân loại học sinh. Nhưng vẫn không quá khó, chỉ dài và tốn thời gian. Trên mạng xã hội, nhiều thầy cô dạy toán cho biết, đề toán khá an toàn. Chỉ dài chứ không quá khó hoặc quá dễ. Tôi thích đề vừa khó, vừa đủ thời gian, để thí sinh giỏi làm được 9,5 hoặc 10, chữ ra dài để hạn chế điểm 10, thì không hay, một giáo viên nhận xét. Dự đoán điểm toán trên 5, nhiều nhưng trên 8 rất ít. Tại cụm thi trường trung học cơ sở Đống Đa và trường trung học phổ thông Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, không có thí sinh nào ra sớm. Đúng 4 giờ mới có thí sinh ra về. Em Lê Thái Dương, thí sinh ra đầu tiên tại cụm thi này, chia sẻ, đề toán năm nay khá dễ. Đề có sự phân hóa thí sinh, 30 câu đầu là những câu cơ bản, từ câu 30 trở đi là nâng cao hơn. Em đã cố gắng làm hết khả năng. Em dự đoán được tầm 8 điểm. Tuy nhiên, tại điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, quận 6, rất nhiều thí sinh khác đã than khó. Có em rơi nước mắt sau khi kết thúc môn thi. Tại Cần Thơ, nhiều thí sinh than, đề toán hơi khó. Em Lê Phương Vi, dự thi tại điểm trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều, nhận xét đề toán, có sự phân hóa rõ năng lực học sinh. Theo thí sinh này, từ câu 36 trở đi, thì học sinh giỏi và chuyên toán mới làm được. Việc kiếm 5 điểm môn này không dễ. Thí sinh 50 tuổi, thi trung học phổ thông quốc gia, với ước mơ vào giảng đường đại học. Đã 50 tuổi, công việc hiện ổn định. Có 2 người con trai, hiện là giảng viên đại học, và nghiên cứu sinh tại Anh. Tuy nhiên thí sinh đặc biệt này, vẫn có một ước mơ. Đó là vào được giảng đường, Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An. Thí sinh đặc biệt đó là, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1968. Chú thành phố Vinh, Nghệ An, tham dự thi kỳ thi, trung học phổ thông quốc gia. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật thành phố Vinh, nói về lý do tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đợt này, bà Vân cho biết, hơn 30 năm trước, sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi theo học ngành y sĩ và hiện đang công tác tại khoa răng hàm mặt, bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Vì muốn nâng cao bằng cấp chuyên môn, nên tôi làm hồ sơ, đăng ký dự thi, tổ hợp môn toán hóa sinh, dự định lấy điểm xét tuyển tổ hợp môn, vào học tại Đại học Y khoa Vinh, cho gần nhà. Bà Vân chia sẻ thêm, do công việc khá bận rộn, nên chỉ có thể tranh thủ đến lớp. Ôn luyện cấp tốc vào buổi tối, và tự học ở nhà là chính. Bà Vân nhờ con mua thêm sách giáo khoa, sách tham khảo các dạng đề trên mạng để luyện. Tôi thấy chương trình, kiến thức học tập của các cháu, ngày nay khác xưa rất nhiều. Hình thức thi cũng chuyển. Từ thi viết sang trắc nghiệm, nên thời gian đầu ôn luyện, tôi cũng rất bỡ ngỡ, thậm chí còn khoanh sai ô đáp án, bà Vân cho biết. Được biết, bà Vân hiện có 2 con trai, con cả đang là giảng viên, Đại học Điện lực Hà Nội, con trai thứ 2, hiện là nghiên cứu sinh tại Vương quốc Anh. Đi thi đợt này, con và chồng đều ủng hộ và động viên để bà hoàn thành ước mơ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về cách ôn thi, tuy nhiên thí sinh 50 tuổi vẫn tự tin nói, so với các thí sinh khác, tâm lý tôi thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các cháu vừa phải thi xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét đại học, số môn phải học nhiều hơn. Mục tiêu và quyết tâm tại kỳ thi này như một cuộc vượt vũ môn vào tương lai, khác với một người đã đi làm và còn nhiều lựa chọn phía trước. Bà Vân luôn quan điểm, lúc nào cũng cần học, học không phân biệt tuổi tác. Nếu có ước mơ thì hãy tự tin, thực hiện ước mơ của mình bằng mọi cách. Dù thất bại nhưng đó cũng là một thành công, khi chinh phục được chính bản thân mình. Tiền hỗ trợ hạn hán của người dân. Được nhà nước hỗ trợ tiền hạn hán để tưới tiêu cho rẫy cà phê, nhưng người dân xã Ea Hua, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã bị chủ tịch xã này bớt xén hàng chục triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Sáng 25 tháng 6, tin từ Công an huyện Buôn Đôn cho biết, cơ quan công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hùng, chủ tịch xã Ea Hua và bà Camry, buôn trưởng Giang Bông. Ông Hùng và bà Camry bị cơ quan công an khởi tố về tội tham mô tiền hỗ trợ hạn hán của người dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn cũng thông tin đã nắm được việc chủ tịch xã Ea Hua bị khởi tố. Ủy ban Nhân dân huyện đang chờ báo cáo chi tiết từ công an để có hướng xử lý đối với ông Hùng. Được biết, vào năm 2017, xã Ea Hua được nhà nước hỗ trợ tiền tưới tiêu cho người dân thì bị ông Hùng bớt lại 40 triệu đồng.
Ông Hùng giữ lại 13 triệu đồng tiêu xài vào mục đích cá nhân, số tiền còn lại ông Hùng chia cho chính buôn trưởng trong xã. Thời gian sau đó, vụ việc bị người dân phát hiện và làm đơn tố cáo, gửi các cơ quan chức năng, ông Hùng đã tìm cách trả lại số tiền chiếm dụng này. Tuy nhiên, xét về hành vi mức độ vi phạm, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố các bị can nói trên.